được viết bởi Nari, chỉ đạo diễn xuất Nui Sutashit. Kem. Tôi đã nói với cậu rồi, cô ta không khờ tới mức chọn một thằng nhóc vô dụng như cậu đâu. Sao chị nói chị làm nhân viên bán xe, giờ lại ở đây bán thân là sao? Kim, chị không bán thân. Không phải chị bán thân đâu Kim. Chia tay đi, đừng tìm tôi nữa. Tôi ghét loại phụ nữ như vậy. Kim, Kim, nghe chị giải thích đã. Nghe chị giải thích đã Kim. Không phải như Kim nghĩ đâu. Tôi thấy chị bước ra khỏi phòng cùng đàn ông như vậy, chị muốn tôi nghĩ sao? Lẽ ra từ đầu tôi nên tin lời mẹ. Mẹ nói hoàn toàn đúng. Nếu Kim không nghe chị giải thích thì cứ về nói lại với mẹ đi. Đi đi. Được, tôi sẽ đi. Làm gì có ai muốn quen loại phụ nữ như chị. Số tiền mà chị bán thân để nuôi tôi, cầm lấy đi. Tôi không cần. Kem, 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 Kem đừng bỏ đi mà. Kem nói là Kem yêu chị, không phải sao? Buông ra, Kem đừng đi mà, Kem, buông ra. Kem. Vài tháng sau, phải vậy chứ nõn. Anh Hôm, dạo này em sao rồi? Khỏe không? Em khỏe. Em làm công việc này lâu chưa? Cũng được mấy tháng rồi. Nhưng để được dự sự kiện lần này, em cũng phải casting nhiều chỗ lắm. Thấy chưa? Chính anh là người nói em hợp với công việc này. Nếu lần trước chịu cho anh số thì anh đã kiếm được kha khá việc cho em rồi. Vậy thì bây giờ làm luôn nha. Cho anh số điện thoại được không? Nha. Có gì anh sẽ kiếm việc làm cho em. Alo. Nõn, con về với mẹ một chút đi. Tình hình có vẻ không ổn lắm. Mẹ bên là gì ạ?
Mẹ bị sao vậy? Cũng không biết bị gì nữa. Mẹ cảm thấy không khỏe, còn ho ra máu nữa. Con mau về nhà đi nõn. Chính cô mới là người phải biết ơn tôi. Tôi là mẹ cô. Tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm theo. Cái giá của cô đó, tự mà đếm đi. Mẹ chúa thuốc mê để ông ta cưỡng bức con sao? Sao mẹ có thể làm như vậy với con chứ? Nõn, em có sao không? Em có việc gấp phải về rồi. Em xin phép nha. Mẹ bị sao vậy? Mẹ bị sao vậy? Nõn, con chịu về rồi sao? Mẹ, 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 mẹ ho ra máu sao? Mẹ bị sao vậy? Sao lại ho ra máu chứ? Bác sĩ nói là mẹ bị ung thư. Mẹ cầu xin nõn một việc có được không? Mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ biết mẹ đã làm nhiều việc không tốt với con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ thật sự xin lỗi. Tha thứ cho mẹ được không nõn? Nha con. Con muốn mẹ làm gì mẹ cũng chấp nhận. Mẹ lại con đó. Mẹ đừng làm vậy. Mẹ, con về đây với mẹ được không? Về đây sống với mẹ đi con. Để khi mẹ qua đời, mẹ có thể nhìn thấy mặt con. Mẹ thương con mà nõn. Được không con? Về đây với mẹ nha con. Nào, để mẹ xách phụ cho. Đem gì mà nhiều vậy con? Nè, mẹ nấu nhiều đồ ăn để đợi con đó. Con thấy không? Toàn là mấy món mà con thích từ lúc còn nhỏ. Một tay mẹ nấu hết đó. Mẹ đang bệnh mà, còn nấu nướng làm gì cho mệt. Không sao đâu, mẹ muốn nấu cho con ăn mà. Ăn đi. Nè, đây. Lúc nhỏ con thích món này lắm. Nào, ăn thôi. Ăn đi con. Sao con không ăn đi? Mẹ biết. Con không tin mẹ đúng vậy không? Giờ mẹ không như trước nữa đâu. Con ăn đi. Nha con.
Mẹ không chuốc thuốc mê con nữa đâu. Con tin mẹ đi. Mẹ biết. Mẹ là kẻ xấu xa, độc ác. Mẹ sai. Mẹ đã làm hại con. Mẹ xin con đó, được không? Tin mẹ một lần nữa đi. Mẹ muốn lấy lại lòng tin của con mà. Nha con. Nếu con không tin mẹ thì để mẹ ăn cho con coi cũng được. Giờ con đã yên tâm mà ăn được chưa? Nè, ai đó? Ầm ĩ quá. Sao hả? Tôn, khi nào mới chịu trả tiền hả? Nè, cậu bình tĩnh đã. Cậu tới tận đây tìm tôi làm gì? Tôi không trốn cậu đâu. Nhưng giờ tôi chưa có. Cậu không có. Hay cậu đánh bài online hết rồi? Ừ, thì sao? Xui. Xui tận mạng luôn. Giờ không còn một đồng nào. Nhưng cậu đừng lo. Bao giờ có tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi. Tôi không cần cậu trả gấp đôi. Nhưng tôi muốn lấy lại số tiền mà tôi đã cho cậu mượn. Cậu bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì? Nè. Nè. Muốn bình tĩnh à? Tôi là bạn cậu đó. Bạn hả? Bạn cũng báo cảnh sát bắt cậu được đó. Cho tôi thêm một thời gian. Liệu mà kiếm tiền trả cho tôi. Không thì lần tới tôi không nương tay đâu. Mẹ, để con đưa mẹ đi bệnh viện nha. Không kịp đâu con. Con đừng lo, cứ làm đi. Giờ có đi khám cũng chỉ tốn tiền mà thôi. Đợi tới ngày hẹn tái khám rồi mẹ đi cũng được mà. Mẹ không muốn con phải tốn tiền vô ích. Có qua nổi không đây? Mẹ, con cho mẹ tiền đi khám nha. Mẹ tới cho bác sĩ kiểm tra xem tình hình như thế nào rồi. Vậy hả con? Cũng được. Nếu việc đó làm con yên tâm hơn. Cảm ơn con nhiều lắm. Con đi làm đi. Mất công lại trễ giờ đó. Mẹ, để con đút cơm cho mẹ ăn nha. Xong rồi con đi cũng được. Ngon không mẹ?
Trời ơi anh, toàn bộ file em gửi anh đều không thích sao? Muốn tìm gương mặt mới hơn sao? Làm gì có nữa anh. Khoan đã anh. Anh đợi em một lát. Em nghĩ là em có. Em ơi, em nhìn qua bên này một lát. Nõn. Anh hôn. Hình đẹp quá. Em coi đi. Lần trước đang nói chuyện thì em lại vội vàng bỏ đi. Có vấn đề gì không? Mẹ em bị bệnh. Bà ấy ho ra máu. Nghe nói là bị ung thư. Mẹ em sao rồi? Bác sĩ bảo sao? Thì cũng điều trị theo tình hình sức khỏe thôi anh. Nên bây giờ Nõn phải quay về sống với mẹ. Kiểu này thì Nõn phải chuẩn bị nhiều tiền để trả viện phí đó. Có cần anh tìm việc giúp em không? Anh có một khách hàng VIP cần tìm gương mặt người mẫu mới, nên anh đã nghĩ tới em. Nếu em quan tâm, anh sẽ chụp cho em một bộ hình mới. Vì những hình đó anh đã chụp cách đây lâu rồi, phải cập nhật lại. Em thấy sao? Tốt quá anh hôn. Vậy làm phiền anh chụp hình mới để gửi khách hàng giúp em nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Vậy lần này phải cho anh số điện thoại đó. Xin mời. Chào mừng đến với phim trường rẻ tiền. Có thể không xứng với người mẫu hàng đầu cho lắm. Chỉ vậy là tốt lắm rồi. Sao lại dùng từ chỉ vậy? Em nói gì sai sao? Thì em nói là chỉ vậy đó. Để có được nhiều thiết bị như vậy, anh phải bỏ biết bao nhiêu tiền đó. Mua riết mà nghèo rớt mồng tơi luôn. Đây là phim trường của thợ chụp hình đa tài cấp quốc gia luôn đó. Hơi lố rồi. Để em đi thay quần áo đã. Được, nhà vệ sinh ở bên đó. Để anh chỉnh máy sẵn. Vâng. Sẵn sàng rồi. Thợ chụp hình đa tài. Vậy mình bắt đầu luôn nha. Vâng. Anh sẽ chụp chính diện trước. Em đổi bên nha. Đẹp lắm. Đổi bên. Cười lên. Em thử để tay lên cổ đi. Nhìn thẳng vào ống kính đi. Đúng rồi. Kiểu này được không? Một, hai. Vậy mới đẹp nè. Để anh chỉnh đèn lại đã. Nõn. Là sao? Anh lại giờ lịch thanh toán à?
Anh làm như vậy không được đâu. Em thật sự có việc cần phải dùng tiền. Anh à, có gì anh tranh thủ dùm em nha. Cảm ơn anh. Có chuyện gì không anh Hôn? Khách hàng thanh toán chậm. Tháng này anh cũng chưa gửi tiền cho ba mẹ nữa. Anh sợ ba mẹ anh lại đi mượn tiền người ta. Em coi đi, còn một đống hóa đơn anh còn chưa thanh toán. Để em thanh toán cho. Anh phải gửi tiền cho ba mẹ bao nhiêu? Để em đưa cho. Không cần đâu Nõn, đủ rồi, đừng làm vậy. Anh Hôn, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cứ coi như là tiền công hôm nay anh chụp hình cho em đi. Đi mà. Đưa đây, em trả cho. Cảm ơn em nhiều nha. Anh không muốn làm phiền em đâu. Anh Hôn, em nghĩ em có thể giúp anh tiết kiệm những khoản này. Bằng cách nào vậy? Bên này. Đợi một lát nha. Nõn, con về đúng lúc quá. Nè, Nõn. Nõn, đại gia tới thăm mẹ, con qua chào hỏi một tiếng đi. Cút đi. Đi ngay. Nõn, cút đi. Nõn, đại gia. Đại gia đợi đã. Đợi đã. Đại gia, sao con lại làm như vậy chứ? Ông ấy tới thăm mẹ kia mà. Còn việc ông ta làm với con thì sao? Anh Hôn, đây là mẹ của em. Mẹ, đây là người yêu của con. Con chào cô. Chào cậu. Con sẽ để anh Hôn dọn về ở với mình. Anh Hôn không phải làm việc mỗi ngày. Có gì anh ấy sẽ chăm sóc cho mẹ lúc con không có ở nhà. Chắc mẹ không phiền phải không? Cũng tốt. Có gì còn chăm sóc cho nhau. Con cảm ơn cô. Đúng là phiền phức. Đại gia, đại gia, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không ngờ là Nõn nó lại làm như vậy. Cô gọi tôi tới để coi con gái cô dẫn người yêu về chọc tức tôi, rồi đuổi tôi đi như đuổi tà vậy. Không đâu, tôi không hề cố ý. Bản thân tôi cũng không biết là Nõn đã có người yêu rồi. Hôm nay tôi mới biết.
Tôi không ngờ là nó lại dẫn người yêu về nhà như vậy. Đại gia bình tĩnh đi, đợi thêm một thời gian nữa. Hàng qua tay, tôi không cần đâu. Muốn lừa bán cho ai thì cứ tự nhiên. Đại gia đừng nói vậy. Nếu đại gia không lấy nó thì tôi kiếm đâu ra tiền trả cho đại gia? Việc đó tôi không cần biết. Liệu mà kiếm tiền trả cho tôi. Đại, trời ơi, nõn ơi là nõn. Ăn thử chưa? Ngon không? Cảm ơn cô. Tự nhiên đi. Con làm nghề gì vậy? Con là thợ chụp hình cho các sự kiện và cả người mẫu nữa. Thợ chụp hình sao? Làm nghề này mỗi tháng thu nhập được nhiều không? Cũng tạm tạm thôi cô. Tạm tạm là bao nhiêu vậy? Đủ nuôi sống bản thân. Mẹ, mẹ hả? Lịch tái khám của mẹ là ngày nào vậy? Để coi con có rảnh đưa mẹ đi khám không. Thì cũng khoảng 2-3 tháng. Không sao đâu nọ, mẹ tự đi được rồi. Con cứ để tiền lại cho mẹ vậy là được. Nọ, để anh đưa cô đi bệnh viện cũng được. Cô à, có gì để con đưa cô đi khám nha. Không sao đâu, cô tự đi được. Vậy phiền con lắm. Không phiền đâu mẹ. Anh Hôn, ngày mai em có việc, nhưng anh không cần đưa em đi. Anh ở nhà chăm sóc cho mẹ được rồi. Ừ. Mẹ ăn đi. Cảm ơn con.